Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như thông tin chúng tôi đã đưa từ mấy ngày trước, thông tin ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng mất tích hơn 10 ngày qua mà không một lần xuất hiện trên truyền hình hoặc bất cứ một nơi nào đó có việc chỉ đạo các vấn đề quan trọng về mặt tình hình ở trong nước. Vì lý do đó mà ngày hôm qua có một người bạn của tôi từ Việt Nam gửi đến một thông tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng hiện đã bị nhập viện vào ngày 4 tháng 3 năm 2018, viện 108 của quân đội để điều trị những tai biến về những căn bệnh mà ông đã bị đột quỵ hồi tháng 4 năm 2019 vừa qua tại xứ Kiên Giang nhà 3X Nguyễn Tấn Dũng. Vì lẽ đó, ông có thể đã thoát được COVID hỏi thăm, bởi vì từ ngày mùng 4 ông đã phải nhập viện, cho nên ông đã thoát phải gặp được những ông như Nguyễn Chí Dũng hay là Nguyễn Quang Thuấn trong những cuộc bắt tay có 27 thành viên của nội các chính phủ, gồm có Nguyễn Xuân Phúc, Bảy Phúc và các phó thủ tướng và bộ trưởng và các lãnh đạo, trong đó có ông Trần Quốc Vượng, nhân vật quyền lực thứ hai đứng sau cụ tổng. Mà không có mặt cụ tổng thì đó cũng là một điều may mắn cho ông tổng, là ông đã thoát được cái trị COVID hỏi thăm trong thời gian ông nằm ở bệnh viện 108 của quân đội. Nói chuyện, các nhân vật này đã từng nói chuyện và bắt tay thân mật với anh Bảy Phúc, tức Nguyễn Xuân Phúc. Và sau cái cuộc họp này thì Bộ trưởng Thượng thư Nguyễn Chí Dũng mở tiệc chiêu đãi sau chuyến công tác Ấn và Anh trở về. Thực ra thì chuyến công tác này không phải là công tác với những gì liên quan tới kinh tế, mà chỉ là những cuộc đi chơi du hí mà tiêu xài tiền thuế của dân vô tội vạ mà thôi. Trong những cuộc gặp mặt này thì anh Dũng có mời những cô ca sĩ nhạc đỏ nổi tiếng, đó là Bùi Lê Mận hát ngồi cùng với lại Thượng thư Nguyễn Chí Dũng cùng với lại Nguyễn Quốc Thuấn. Nguyễn Quốc Thuấn thì hiện tại là nhân vật thứ 21 mà COVID hỏi thăm ở Việt Nam. Vì lẽ đó cho nên anh Thuấn là một người giáo sư tiến sĩ và là một người có lẽ là một nhân vật nổi tiếng nhất hiện nay trên mạng xã hội và được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Bởi vì anh Dũng là cha ruột của Nguyễn Hồng Nhung. Nguyễn Hồng Nhung thì là ca thứ 17 COVID hỏi thăm. Và như vậy thì hiện tại anh Thuấn là người có công to lớn nhất là đưa được dàn COVID vào hỏi thăm các lãnh đạo ở chính phủ. Trong đó có ít nhất là 27 các nhân vật nổi tiếng trong chính phủ, gồm các bộ trưởng và rất nhiều những nhân vật quan trọng khác trong Bộ Chính trị. Sau đó thì cô Bùi Lê Mận là ca sĩ đã tới phòng thu 41 bà Triệu cùng với đoàn ca nhạc mới cùng với chỉ huy đoàn Doãn Nguyên ngày 5 tháng 3. Bây giờ tất cả đều bị đề nghị cách ly, cấm không được lên múa hát. Hiện tại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ biết tin Nguyễn Quang Thuấn lý luận dính Vũ Hán thì chẳng ai nghĩ đến việc làm việc gì nữa, và chỉ mong rằng sẽ tiếp tục để kiểm tra sức khỏe lần hai để biết rằng mình có bị trị vì hỏi thăm hay không. Trong lúc dịch bệnh đang nguy cơ nghiêm trọng ở toàn cầu, nội các của Iran tử vong do virus corona, không giúp được cho dân thì thôi, Nguyễn Quang Thuấn, một nhà lý luận vĩ đại của Đảng, đã đem mầm bệnh về phát tán tới mức độ mất kiểm soát tại Hà Nội cũng như trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thuấn lý luận người mà trước kia được Nguyễn Phú Trọng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược tại ở lại ở 3 căn nhà liền kề ở mặt phố, đó là số 5, số 7, số 9 Nguyễn Khắc Nhu ở thành phố Hà Nội, ở Ba Đình Hà Nội, đi công tác bằng máy bay hạng thương gia, ăn trưa và ngủ lại khách sạn 5 sao và có thể đánh gôn 3 tỷ một năm. Đãi tiệc mời ca sĩ nổi tiếng, tất nhiên tiền mà Thuấn lý luận có được là do máu và mồ hôi nước mắt của dân đen Việt Nam nộp thuế mà có. Mỗi khi đại gia Đảng sắp diễn ra, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản thường hay quan tâm đến và chú ý đến công tác nhân sự. Và nhưng rồi sau đó thì mỗi biến cố xảy ra, chúng ta lại thấy tất cả những cán bộ
cấp chiến lược được đào tạo lên giữ chức vụ hầu như tất cả, chỉ biết vun vén vơ vét tài sản quốc gia về cho gia đình, bản thân, cho con cái và cho những người mà liên quan tới gia đình của họ, cùng với lại bè phái, phe cánh của họ. Và trong các trường hợp này thì cũng không ngoại lệ. Chúng ta đã từng thấy qua đợt dịch Vũ Hán này, cỡ Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng không thèm đoái hoài gì đến người dân. Ông đã bị bặt vô âm tín suốt từ hơn 10 ngày qua, lương thì vẫn nhận đều, một ghế ông ngồi một đít ông ngồi hai ghế, và hiện đã không chịu làm một việc gì và đang an dưỡng tại một bệnh viện 108, một bệnh viện mang ở phòng VIP tương đương với lại khách sạn hotel 5 sao, và dùng những loại máy móc hiện đại nhất của thế giới, các loại thuốc đặc trị nhất trên thế giới mà những người được gọi là đầy tớ này được hưởng. Còn những đặc quyền đặc lợi đó, những người dân là những ông chủ thực sự của đất nước thì không hề được nhận những sản phẩm này, kể cả phải mất tiền. Chúng ta đã thấy là ông Vũ Đức Đam phụ trách chống dịch đã làm gì để dập dịch ngay, hay là chỉ có khua môi múa mép. Miệng nói thì hoa mỹ và ai cũng biết chính ông Vũ Đức Đam phải hốt hoảng do cái mồm bô của mình phát ra. Chúng ta thấy đám quan chức của Hải Phòng, bệnh dịch nghiêm trọng, chúng chi 269 tỷ để mua ấm chén cờ quạt. Trong khi đó thì dân đâu cần những thứ đó. Thứ dân cần đó là niềm tin và tính trung thực, vốn dĩ là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước cần phải có để cho người dân an tâm. Trong khi đó thì đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán thì cấp cho tỉnh 70 tỷ đồng. Nó thấm thía vào đâu với số tiền 260 tỷ để mua ấm chén. Và chúng ta cũng thấy trong dịch bệnh bùng phát, quan chức lấy tiền thuế của dân đi vé máy bay hạng sang, ăn khách sạn 5 sao, chơi golf 3 tỷ một năm và thuê những ca sĩ nổi tiếng để đàn đúm, hát hò, tiệc tùng linh đình. Trong khi đó thì người dân một cái khẩu trang để bảo vệ bản thân còn không có để mà xài. Không những phá hoại của dân ăn chơi phè phỡn trên nỗi đau của người dân trong mùa dịch, mà quan chức cộng sản còn ác độc đến mức gieo rắc mầm bệnh khắp nơi, để chỉ đến bây giờ thì cả nước phải nín thở chờ xem là chị Vi có ghé thăm nhà mình hay không. Tự xưng mình là đạo đức, là nhân văn, là văn hóa, là học hành tử tế, là tầng lớp tinh hoa của dân tộc. Vì thế tôi xếp đám quan chức đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vào một loài cá biệt, tôi gọi đó là loài thượng đẳng. Sau khi họp báo công bố ca thứ 17 vào đêm ngày 6 tháng 3, Việt Nam tiếp tục xuất hiện thêm 4 ca nữa. Đến chiều ngày 8 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam xác nhận thêm 9 ca dương tính với chị Vi, và nâng tổng số người bị ở Việt Nam lên đến 30 người. Nhóm 9 bệnh nhân này đều là cùng có mặt trên chuyến bay cùng với chị Nguyễn Hồng Nhung và cha của chị là người bệnh là chị cô Vi hỏi thăm, là ca thứ 21, đó là Nguyễn Quang Thuấn. Báo Tuổi Trẻ còn có bài 9 người nước ngoài trên chuyến bay VN0054 dương tính với chị Vi. 9 người nước ngoài gồm có người đang ở Quảng Ninh, 2 người ở Lào Cai và 2 người ở Đà Nẵng, 1 người ở Huế, đều dương tính với chị Vi. Trong khi đó thì có 4 người là hành khách hạng thương gia ngồi cùng khoang với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung số 17 và số 21 là Nguyễn Quang Thuấn. Trong đó có 3 người Anh, 1 người Mexico, 5 bệnh nhân còn lại là 4 người Anh, tất cả đều là những du khách lớn tuổi bay đến Việt Nam. Đáng lưu ý là ca nhiễm số 21 là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là một trong 16 thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc và là cựu Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Khác với ca thứ 17 là cô Nhung bị bêu tên và hình ảnh trên báo Lề Đảng, đến thời điểm này thì ông Nguyễn Quang Thuấn, giáo sư tiến sĩ, vẫn không hề bị nêu tên và chỉ viết tắt là NQT. Trưa ngày 8 tháng 3, báo Tuổi Trẻ còn có bài ca bệnh chị Vi thứ 19, thứ 21 là người đàn ông 61 tuổi đi cùng máy bay với cô gái ở Hà Nội. Mà bài báo này không hề nói rõ là đó là cha con và cùng đi trên một chuyến bay ở khoang thương gia bằng tiền thuế mồ hôi nước mắt của 95 triệu dân. Nhưng trước đó cư dân mạng đã đưa tin người này chính là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn nói trên.
Trong tình hình đa số dư luận bị dẫn dắt trên báo lề đảng vẫn đang cùng nhau kết tội của Nhung, đang có những ý kiến lưu ý rằng ông Thuấn này cũng phải bị bêu tên, vì thật ra số người mà ông ta tiếp xúc có thể còn cao hơn rất nhiều so với cô Nhung. Mà thực tế ra thì hiện nay Hà Nội đang rối loạn chính vì ca thứ 21 này, đó là chính do ông Nguyễn Quang Thuấn gây ra. Ông ta đã tiếp xúc ít nhất với 96 người, đó là theo thống kê. Còn ngoài ra những việc ăn uống tiệc tùng thì biết bao nhiêu mà kể, bao nhiêu là trăm, bao nhiêu là nghìn người. Vẫn bài báo trên báo Tuổi Trẻ đưa tin thì trường hợp bệnh nhân NQT có hai khả năng lây nhiễm, có thể lây nhiễm trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam, nhưng khả năng nhiều hơn là lây nhiễm trên chuyến bay từ Ấn Độ đến Anh. Chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh là chuyến bay mà ông Thuấn có mặt trước khi ông lên chuyến bay của VN0054 từ Anh về Việt Nam. Nghĩa là không chỉ có cô Nhung mang bệnh từ nước ngoài trở về mà chính ông Thuấn cũng mang về và trở thành nguồn lây bệnh cho nhiều người khác, và đặc biệt nhất là trong Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị cùng với lại Phủ Thủ tướng. Nguy hiểm hơn, cô Nhung và ông Thuấn có thể là nguồn lây nhiễm cho các quan chức của Đảng Cộng sản và nhà nước. Vì sau khi từ Anh trở về, ông đã tham dự nhiều sự kiện như dự hai cuộc họp tại Hội đồng Lý luận Trung ương và một cuộc tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội. Ngoài ra, ông Thuấn còn đến cơ quan ở Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc với nhiều quan chức cao cấp khác. Chúng tôi không biết đây là một tin vui cho người dân Việt Nam hay là một tin buồn, bởi vì những quan chức thì họ đi khắp nơi và như thế thì có thể vô hình chung họ sẽ có thể mang nhiều bệnh tật đến cho người dân Việt Nam hơn. Và cũng có thể nhiều người sẽ rất vui mừng vì chết một con đỡ một lon. Nhưng mà tình hình như bây giờ thì các lịch trình đi lại gặp gỡ của việc ông Thuấn từ Anh trở về và cho tới khi có kết quả dương tính thì ông đã gặp rất là nhiều người. Theo thống kê được thì ông đã gặp 95 người, nhưng mà trong thực tế con số này rất là lớn. Chị Vi số 17, cách này hôm không lâu đã gây chấn động Hà Nội hôm 8 tháng 3 năm 2020. Và Việt Nam công bố thêm 10 ca nhiễm virus mới, trong đó đặc biệt gây lo ngại là bệnh nhân thứ 21. Ca số 21 được đánh giá là có nguy cơ gây nhiễm cao nhất cho Việt Nam so với ca thứ 17. Báo chí chính thức thì biết bệnh nhân số 21 là ông Nguyễn Quang Thuấn, 61 tuổi, và ông này ở đường Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Quang Thuấn đi cùng chuyến bay VN0054, ngồi ghế 5A bên cạnh Nguyễn Hồng Nhung là con gái của ông ta. Và theo thông tin trên mạng xã hội và một số nguồn tin riêng được xác nhận với chúng tôi, bệnh nhân thứ 21 là ông Nguyễn Quang Thuấn, là cha ruột của Nguyễn Hồng Nhung, và ông là giáo sư tiến sĩ Viện Hàn Lâm, nguyên chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương hiện nay, và là đảng viên, là thành viên của tổ tư vấn kinh tế của ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Khác hẳn với cô Nguyễn Hồng Nhung, một doanh nhân cư trú tại phường Trúc Bạch đã có triệu chứng ốm mệt ngay từ trước nên gần như không đi ra ngoài từ khi về nước, không kể đến khám bệnh tại Viện Hồng Ngọc và một số cửa hàng. Theo thông tin chính thức, người nhiễm COVID-19 thứ 21 vẫn hoạt động bình thường. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết là ca mắc thứ COVID thứ 21 là một trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, vì người này đã tiếp xúc với nhiều người lớn tuổi, phần lớn là ở trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, và trường hợp này thì phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều. Gần 400 người thuộc diện F2 riêng tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội. Theo Nhà công quyền Hà Nội, từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3, tức trước khi nhập viện, bệnh nhân thứ 21 đã tiếp xúc với tổng cộng 96 người. Trong thời gian 5 ngày nói trên, ông Thuấn đã tham gia một cuộc họp Hàn Lâm Khoa học và Hội đồng Lý luận Trung ương. Hiện tại, theo một số thông tin không chính thức, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội đã lập danh sách những người bị cách ly. Riêng số những người mà gián tiếp tiếp xúc với ông Thuấn thông qua một người khác đã lên đến 400.
hay còn gọi là F2 theo thuật ngữ dịch tễ học thường được sử dụng tại Việt Nam. Những thành viên trong gia đình của gần 400 người F2 này đã bắt buộc phải cách ly trong vòng 14 ngày theo quyết định nâng cấp cách ly của nhà cầm quyền Hà Nội. Việc nhiều quan chức cao cấp trong nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư ông Nguyễn Chí Dũng được thông báo là xét nghiệm âm tính với COVID-19 và cựu Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Nguyễn Quang Thuấn có mặt trong chuyến bay VN0054, nơi nguy cơ mà nhiễm COVID-19 cao, đặt ra nhiều câu hỏi về chính sách phòng chống dịch của chính phủ Việt Nam. Thì theo như ông Lê Dũng, một nhà báo độc lập ở Hà Nội có biệt danh là Lê Dũng Vova, nêu ra trách nhiệm của chính phủ trong việc cho nhiều quan chức từ nơi có nguy cơ nhiễm bệnh dịch trở về và di chuyển một cách thông thường, và sau đó còn họp với nhau rất là nhiều người như vậy dưới sự giám sát không được chặt chẽ về y tế, lỗ hổng trên thượng tầng của bộ máy. Đây là điều mà nhà báo Lê Dũng Vova đã nói trong việc hệ thống phòng dịch. Bên cạnh lỗ hổng thứ nhất là khâu khai báo y tế, kiểm dịch và hàng không quốc tế của Việt Nam. Khi đoàn của ông Nguyễn Chí Dũng và đoàn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chính phủ ban hành lệnh khẩn cấp về y tế và có lệnh cấm visa từ Ý, Hàn Quốc từ cuối tháng 2. Trên thực tế thì Việt Nam ngừng cấp visa từ Hàn Quốc từ 29 tháng 2 và yêu cầu khai báo y tế với khách của Ý và Iran, hai tâm dịch khác, kể từ ngày 28 tháng 2, thế nhưng họ lại không nghĩ rằng cán bộ của họ, chính phủ vẫn cử đoàn sang châu Âu, đi sang Anh và quay về không kiểm soát hành khách đi cùng, khiến cho toàn bộ đoàn kế hoạch và đầu tư đi về lại họp với các cơ quan, đặc biệt là với chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Dũng họp ở khắp nơi, ông Tuấn họp Ban Lý luận Trung ương rồi còn đi những đâu nữa. Và tôi nghĩ rằng trong một vài ngày tới, đoàn của ông Dũng và những người trên hành khách của chuyến bay VN0054 sẽ còn đang rất là căng thẳng, và nguy cơ lây lan thì trong những ngày tới là rất cao. Trong vài ngày nữa chúng ta sẽ thấy kết quả, và hy vọng rằng trong thời gian này ông Nguyễn Phú Trọng đang nằm ở viện 108, không có một đệ tử trung thành nào của ông vào thăm ông và mang theo chị Vi đến hỏi thăm ông trong lúc này. Với sức khỏe của ông hiện nay rất yếu như thế, chị Vi vào hỏi thăm thì chưa đầy mấy tiếng sau là cụ có thể tỏng luôn, chứ không cần phải chờ đến đủ 14 ngày rồi mới phát bệnh. Cho nên là hy vọng rằng đừng có ai quá tốt với ông trong thời gian này. Còn Thủ tướng Việt Nam đã yêu cầu các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm hoãn các chuyến công tác nước ngoài trong thời gian này để tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên trên thực tế không loại trừ chính chuyến bay VN0054 ngày 2 tháng 3 với sự xuất hiện của bệnh nhân thứ 21, đó là Nguyễn Quang Thuấn, đã là một bài học trực tiếp khiến cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải đưa ra quyết định nói trên nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát ngay trên thượng tầng của bộ máy chính trị Việt Nam. Hiện nay thì phần đông người dân Việt Nam rất mong muốn rằng bộ chính trị sẽ bị quét sạch bởi chị Vi. Không riêng gì tôi, mà có thể nhiều khán giả đang xem chương trình này cũng có một cách nghĩ và một mong muốn giống như tôi. Điều này nghe có vẻ là độc ác, nhưng thực ra thì bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại chỉ ăn hại chứ không làm được bất cứ một thứ gì tốt đẹp cho người dân Việt Nam. Tuy nhiên về những vấn đề lỗ hổng nêu trên thì không chỉ liên quan đến thượng tầng của bộ máy chính quyền, tức có thể đã có một khoảng trống khác lớn hơn rất nhiều. Một số nhà quan sát thì lật ngược lại vấn đề, nếu như không có bệnh nhân thứ 17 gây chấn động và tiếp theo đó là các bệnh nhân quan chức số 21 là ông Thuấn gây bàng hoàng kia, thì liệu có việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giáo diết tìm kiếm để xác minh 200 hành khách trên chuyến bay 0054 mang virus hay không? Và nếu như có tìm kiếm được thì tỷ lệ lây lan của nó sẽ là cấp số nhân, bởi vì chính từ ngày mùng 2 tháng 3 đến nay đã là ngày mùng 10 tháng 3 rồi, thì sau hơn một tuần thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cấp số nhân của nó bây giờ sẽ là bao nhiêu. Và như vậy thì chắc chắn đã có hiện tại chắc chắn là có 9 du khách mang virus lặng lẽ rong ruổi khắp Việt Nam. Thì có bao nhiêu những người liên hệ trực tiếp với 9 du khách này, và những vị khách này
đã lây lan cho bao nhiêu người. Đó là một điều cực kỳ nguy hiểm. Vào 19 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội qua điều tra dịch tễ cho hay giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, 61 tuổi ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cúm corona vì ông Thuấn ngồi ở ghế 5A tương đối gần với Nguyễn Hồng Nhung là con gái của ông ta và đã xác nhận dương tính với chị Na. Trên chuyến bay, hiện nay trung tâm đã lấy mẫu của ông Thuấn và xét nghiệm thì ông đã là ca thứ 21 được xác định ở Việt Nam. Và ông Thuấn nguyên là Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, Hội đồng Lý luận Trung ương, là một trong 16 thành viên của Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc. Được biết vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, có họp chung với các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cũng không rõ trong buổi họp Hội đồng lần thứ 13 vừa qua có ai đã vắng mặt hay không. Nhưng đây là danh sách thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, gồm có thứ nhất là Chủ tịch Hội đồng Tiến sĩ Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ông này vắng mặt, không thấy có lý do từ lâu. Thứ hai là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trung ương. Giáo sư Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách của Hội đồng. Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo, nguyên Trợ lý Chủ tịch nước. Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng. Thứ ba là Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông. Thứ tư, các ủy viên Hội đồng gồm có Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước. Thượng tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giáo sư Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Nguyễn Thế Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Thạc sĩ Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tiến sĩ Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiến sĩ Đặng Quỳnh Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Toản, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Đức, Phó Chủ nhiệm Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học và Xã hội và Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng. Giáo sư Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Luật lập pháp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Tây Nguyên Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Bộ Kế hoạch Đầu tư. Giáo sư Tiến sĩ Trần Công Phong, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài nguyên Môi trường. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông thôn Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo sư Tiến sĩ Trần Thọ Đạt,
hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, phó sư tiến sĩ Võ Phan Sen, hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn, hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, phó sư tiến sĩ Phan Xuân Biên, phó chủ tịch Hội đồng Khoa học Lịch sử Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Văn Phong, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Hà Nội. Cho nên các vị nào trên đây có mặt dự buổi họp này thì cũng nên tự giác đến khai báo với bệnh viện để cách ly, tránh tình trạng như bệnh nhân Nhung của trường hợp thứ 17 và bệnh nhân Thuấn trường hợp thứ 21. Được biết Bộ trưởng Kế hoạch Đào tạo Nguyễn Chí Dũng cùng với đoàn công tác của Bộ cũng đã bay cùng chuyến bay với cô Nhung về Việt Nam. Bộ trưởng ngồi hạng C cách cô Nhung 4 hàng ghế. Tuy nhiên, theo tờ Zing trong nước trích lời đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư nói Bộ trưởng Dũng âm tính với virus corona và hiện nay cũng đang tự cách ly tại nhà. Trong bối cảnh cả nước đang lo lắng tìm kiếm những người đi cùng với cô Nhung và cách ly, hơn ai hết, Bộ trưởng Dũng đáng lẽ phải được xem xét trường hợp đặc biệt cần tầm soát và theo dõi. Việc ông được đặt cách ly tại nhà là không công bằng với các công dân khác, bởi vì khả năng tự bảo vệ được ông và những người xung quanh là rất thấp trong điều kiện không chuyên biệt. Nên nhớ bản thân của cô Nhung cũng khai đã tự cách ly ở nhà, thế nhưng hai người nhà cũng bị dương tính với cô, đó là cha của cô và người ở hàng ghế, trở thành bệnh nhân thứ 21 gây nguy hiểm nhất cho Việt Nam hiện nay. Đừng biết rạng sáng ngày 8 tháng 3, Ủy ban nhân dân Quảng Ninh đã họp khẩn cấp khi cơ quan chức năng tỉnh xác định có 4 du khách nước ngoài có dấu hiệu bị trị vì hỏi thăm, và nhóm này đều bay cùng với cô Nhung trên chuyến bay VN0054. Ngoài ra, 52 hành khách cùng chuyến bay với cô gái ở Hà Nội là ca thứ 17 trị vì hỏi thăm thì đã đến Hạ Long. Trong đó, cơ quan chức năng đang tìm kiếm tung tích của 39 người đã rời khỏi địa bàn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Các ngành chức năng ở tỉnh Ninh Bình đã thực hiện phong tỏa 2 khách sạn bên trong có 100 người vì có đoàn khách người Anh ở đoàn khách này đi cùng chuyến bay với cô Nguyễn Hồng Nhung là ca thứ 17. Thì ra hệ lụy từ sự vô ý của cô Nhung biết mình mắc bệnh mà không khai báo và cách ly tại bệnh viện mà tự cách ly ở nhà để lây lan dây chuyền như thế. Thật sự là nguy hiểm. Trở lại trường hợp với ông Nguyễn Chí Dũng, sau khi về lại Việt Nam, ông bộ trưởng này cũng đã đi Nghệ An và tiếp xúc với nhiều người. Xét theo tình thế thì ông Dũng dù với tư cách nào đi nữa, một công dân là một bộ trưởng thì ông lại càng phải chấp hành hơn về quy định cách ly tại bệnh viện giống như mọi người, mọi công dân khác. Đối với vấn đề lây lan của bệnh là sự nghiêm trọng với cả cộng đồng, cho nên không có lý do gì phải biệt đãi với bất cứ chức vụ gì và với bất cứ một ai, cho dù người đó là ông Nguyễn Phú Trọng hoặc là ai đó. Dù là ông Dũng bộ trưởng đi chăng nữa nhưng cơ địa của ông cũng vẫn là một người bình thường, bởi vì COVID nó không phân biệt được đâu là người chức vụ cao, đâu là người dân bình thường. COVID hỏi thăm tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, cho dù người đó là ai, là tổng thống hay là một người nhặt rác hoặc bất cứ một người nào đó bình thường trong xã hội. Diễn biến của dịch COVID-19 vào 6 giờ sáng ngày hôm nay 10 tháng 3 giờ Việt Nam có 114.276 ca nhiễm bệnh và 4.009 người chết. Tính đến 6 giờ ngày 10 tháng 3 có 114.276 người đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của corona gây ra và có 4.009 người chết trên toàn thế giới. Và số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục cao tại Italia, Iran, Pháp, Tây Ban Nha. Trong khi đó thì đang dịu đi tại Hàn Quốc và Trung Quốc đã đang được kiểm soát tốt. Theo số liệu của trang web cập nhật dữ liệu toàn cầu Worldometers, dịch vụ dịch của chị Na 19 do chị Na gây ra thì đã tấn công 112 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó có 114.200 người nhiễm bệnh, thì trên 62.800 người đã phục hồi và 47.392 người đang được điều trị. Còn ở Trung Quốc đại lục thì đã kiểm soát được dịch bệnh.
Hiện nay tại Trung Quốc đại lục, nơi dịch bệnh khởi phát đã ghi nhận có 48 ca, 48 ca nhiễm mới và 24 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 80.739 người và có 3.120 người tử vong. Các ca tử vong đều ở các tỉnh tâm dịch ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến tối ngày 9 tháng 3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros cho biết trong số 80.000 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc có hơn 70% bệnh nhân bình phục và xuất viện. Ông khẳng định Trung Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh. Phát biểu trong buổi họp tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc của WHO nêu rõ hiện virus do chủng SARS-CoV-2 xuất hiện ở quá nhiều nước và nguy cơ thì đại dịch đã trở nên rất hữu hiệu, nhưng nhấn mạnh rằng đây sẽ là đại dịch đầu tiên trong lịch sử có thể kiểm soát được. Và với tình trạng hỗn loạn như thời gian hiện nay trên toàn thế giới, các nước khác thì với tính chủ định của người ta và những ý thức của người ta rất cao, cho nên là tỷ lệ lây nhiễm và số người chết sẽ rất ít. Nhưng với ở Việt Nam vừa qua, đặc biệt là COVID hỏi thăm ca thứ 21, ông Nguyễn Quang Thuấn, thì tình hình của Việt Nam hiện nay là ngàn cân treo sợi tóc, nhất là những người dân thường không được hỗ trợ về y tế như các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hiện nay thì người đứng đầu của nhà quyền Cộng sản Việt Nam, một người ngồi hai ghế đó là ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, thì hiện đang nằm trong bệnh viện 108 và tình hình sức khỏe thì cũng chưa được rõ rệt lắm, bởi vì ông vào bệnh viện vì tai biến năm 2019 hồi tháng 4 tại nơi căn cứ địa cách mạng của nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng, và hiện nay thì bị tái phát chứ ông không hề liên quan gì đến COVID. Và COVID đến giờ này đã hỏi thăm ông hay chưa thì đó vẫn chỉ là một màn bí ẩn mà chúng ta cần phải chờ đợi và theo dõi tiếp theo. Bởi vì có thể ông nằm bệnh viện thì có rất nhiều cán bộ trung và cao cấp khác sẽ đến hỏi thăm ông, và như thế thì vô hình chung sẽ đưa COVID đến hỏi thăm ông càng sớm hơn mà thôi. Vì lẽ đó mà trong thời gian sắp tới, toàn bộ 95 triệu dân Việt Nam hãy cần phải cảnh giác cao độ hơn đối với chị Vi, bởi vì chị Vi không nể nang bất cứ một ai, già hay trẻ. Vì lẽ đó mà chúng ta hãy cố gắng đừng đi ra ngoài với những công việc không cần thiết, thì chúng ta nên ở nhà. Thì đó là một điều tự bảo vệ cho bản thân mình và cũng như gia đình, cũng như hàng xóm của mình. Hãy nâng cao ý thức để phòng dịch cho chính bản thân và cho cộng đồng. Và các bạn hãy cùng nhau làm sạch bản thân, tắm rửa, và đặc biệt nhất là rửa tay bằng, nếu như không có các loại gel rửa tay thì chúng ta có thể dùng xà bông để rửa tay, rửa càng nhiều càng tốt trong một ngày. Và đi ra ngoài thì cố gắng đeo khẩu trang. Và nếu như những việc không cần thiết thì chúng ta nên ở nhà và không nên ra ngoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối, và đừng quên hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện cái chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Và đừng quên bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và một điều quan trọng là hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh, và bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.